Rồi, đây là cái chai 1 lít nha chị. Chai 1 lít thì nó là 250. 250 này thì nó sẽ được tặng thêm cái hộp giấy như thế này chị. À, đây chai 1 lít nè chị ha. À, thì hai bên hông nó có khắc cái logo chìm mật ong Highland Bee nè, mật ong Cao Nguyên, với bên này là chữ Highland Bee nè. Đó. Thì đây có tích cái tem chống giả hàng Việt Nam chất lượng cao này chị, mà rất là đặc chị ha, chai 1 lít ha. Nó là chai pet nhựa nhưng mà nhựa đó là nhựa đặc biệt nha chị, chứ không phải là cái nhựa tái chế nha. Đó, thì chai 1 lít thì nó tặng cho chị một hộp này. Còn cái trường hợp mà chị muốn mua cái chai 1 lít này nè, mà chị muốn mua thêm cái hộp gỗ này, thì cái hộp gỗ đơn này nó là 60.000 chị nha. Thì nó có cái khắc cái chữ này nè, giọt mật ngọt ngào cho tặng yêu thương này chị. Đó, thì cái hộp gỗ nó đây nè. Đó, thì mình sẽ đặt cái chai 1 lít vô. À, thì chị sẽ đặt cái chai 1 lít này vô đây. Đó. Rồi chị để đậy cái nắp này lại. À, chị đậy nắp lại. Rồi chị cầm như vậy. À, chị xách đi tặng cho người ta. Đây là hộp gỗ thì phát sinh thêm 60.000 cái hộp đơn chị ha. Còn đây là hộp đôi. Hộp đôi thì nhìn nó là 120.000 chị nha. Đó, hộp đôi thì rất là đẹp lịch sự ha. Người ta sử dụng xong người ta còn dùng cái hộp này người ta đựng cái riêng nữa. Nó có khóa nè. Đó. Thì cái hộp đôi này nè, nếu mà chị muốn đi khắc á chị đi khắc laser những cái câu chúc riêng của chị nằm mặt sau này ha. Đó, thì cái hộp đơn này cũng khắc được. Thì mình mang ra mấy cửa hàng khắc laser á, họ khắc thêm cái thông tin mà chị muốn chúc ai thì chị khắc trên đây. Hoặc là chỗ đây chị có thể dán cái tờ thông tin, thông điệp gì vô trong đây. Chị ha. Đó. Thì đây nó trong này mình sẽ bỏ được hai chai 1 lít chị ha. Mình sẽ bỏ được hai chai 1 lít giống như vậy nè. Đó, chai 1 lít đây. Thì hộp đôi thì mình sẽ bỏ được hai chai. Đó, phải chị ha. Dạ. Đôi thì mình bỏ được hai chai. Đó. Còn đây, đây là cái cặp mà mẫu thứ nhất này chị. Mẫu thứ nhất thì nó là gồm hai chai 500ml là như thế này, nó có quai sách như thế này. Hai chai 500ml là có quai sách như thế này chị ha. Đó, nó có hộp đôi như thế này. Thì nó có hộp đôi như thế này thì đây là hai chai riêng của nó đây. Đó, mỗi chai là thủy tinh 500ml thì hai chai là 260.000. 260.000 thì chị được tặng cái hộp như thế này. Đó, khi mà em giao hàng cho chị thì em có cái hộp đôi như thế này làm quai sách nè, cho chị mang đi tặng nè, rất là lịch sự nè. Đó, là đây là cái phần 260.000 chị ha. 260.000 ha, là gồm hai chai 500ml. Đó, là cũng là hai chai này là tổng cộng là 1 lít đó, là có cái hộp đôi quai sách như thế này. Đó.